Xin chào mọi người, hiện giờ mình đang đi cắt tóc cho Philip. À, đi dẫn Philip đi cắt tóc chứ. À, không phải dẫn nữa, nói chung là tụi mình đi cắt tóc. Mình chỉ đi theo thôi, chứ mình không có cắt tóc. Mình chỉ ngồi chờ Philip thôi. Đây là cái thông bé bé xinh xinh ở tiệm cắt tóc nè. Nhìn trẻ trung ra hẳn luôn. Wow, hôm nay nắng ấm nhưng mà gió thổi lạnh quá. Thì bây giờ không biết Philip cho mình đi đâu. Không hết. Thì cái hộp này là 9 đô một hộp, nhưng mà hôm nay là mua một tặng một. Một hộp là có 72 cái bagel bites, giống như là cái này là một cái pizza nhỏ đó, pizza snacks. Hôm nay ở Costco rất là nhiều cái quầy thức ăn thử luôn nè. Đây là cái quầy popcorn. Corn ăn thử ở Costco đây. Mình lấy hương caramel và chồng mình lấy hương cheese. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì bây giờ tụi mình đang đi ăn sushi ở một cái nhà hàng tên là I Love Sushi. Hôm nay là tối thứ bảy. Ở ngoài xe đông lắm, dự là trong nhà hàng sẽ đông và chờ rất là lâu, khoảng 20 phút. Nhìn bên ngoài có vẻ vắng vẻ lắm nhưng mà bên trong nó rất là đông. Welcome to I Love Sushi. Ôi, thiệt ra cũng không đông lắm, hên ghê, chứ thôi là chờ móc mỏ mới có đồ ăn. Sau một hồi chọn thì mình sẽ thử cái scallop number 3 drunken fish roll. Thì trong đây có cái tempura, tôm tempura, thịt cua, bơ. Scallop là giống như con sò hả ta? Masago thì mình không biết, chai không biết luôn. Cái giá là 11,5 đô. Để coi cái cuốn đó thì nó sẽ ra sao nha. Đây là cái nhà hàng I Love Sushi mà tụi mình đang ăn nè. Nhà hàng không giống phong cách Nhật gì hết, mà đây là nó lai lai rồi. Đây là cái hộp đèn, nhìn từ phía ngoài vô thì thấy, không nhìn ở đây thì không thấy. Chào tất cả mọi người, thì hôm nay là tối thứ bảy. Thì hôm nay chiều nay tụi mình nhận được một cái thư rất là mừng, đó là một cái phong bì đựng cái thẻ an sinh xã hội của mình là Social Security Number đã được gửi về tới nhà, nên tụi mình hôm nay ăn mừng một cái nhà hàng Nhật tên là I Love Sushi. Đây là hai món quen thuộc không thể thiếu khi ăn sushi, đó là wasabi và gừng. He, sau một hồi chờ đợi thì món của mình cũng ra tới. Đây gọi là drunken fish roll. Còn đây món của chồng mình, có liên quan đến da cá hồi, cái tên thì mình quên rồi. Bắt đầu thưởng thức thôi nào. Mình rất là thích ăn sushi. Lúc trước mình không có thích ăn như vậy đâu. Nhưng mà trước lúc qua Mỹ á, mình có đi cái trung tâm thương mại Elmo của Nhật á, nó có bán mấy cái sushi từng miếng nhỏ, khoảng 5 hoặc 10 ngàn một miếng á, là mình nghiện từ lúc đó luôn á. Nhưng mà rất tiếc là qua bên Mỹ thì sushi nó đắt lắm. Cái bữa ăn của mình ngày hôm nay á,
là tầm khoảng 27 đô cho 3 cuốn, tính ra là 9 đô một cuốn, đồ đắt ghê luôn. Thêm tiền tip nữa là khoảng tầm hơn 30 đô cho một bữa ăn sushi gồm có 3 cuốn. Hay, nhưng mà rất là đáng đồng tiền, ăn rất là ngon. Mình đang cho chồng mình ăn thử cái món của mình, và mình cũng ăn thử cái món ăn của chồng mình thì mình vẫn thích cái món của mình hơn, tại vì nó có nhiều cái gia vị hơn. Nó có một cái miếng tôm tempura ở giữa đó, ăn nghe cái mùi giòn giòn và cái mùi đồ chiên ăn rất là ngon. Và đặc biệt cái scallop gọi là nôm na là con sò, ăn rất là tươi, thịt rất là ngọt. Nói tóm lại là so yummy. Lần nào mà chồng mình hỏi mình có muốn đi ăn ngoài không thì cái ưu tiên chọn lựa của mình là các món ăn châu Á, đặc biệt là món ăn Việt Nam và đồ Nhật. Ăn cũng gần xong rồi, bye bye các bạn nha. Nhớ subscribe kênh channel của mình để đón xem các video mới nhất của mình về cuộc sống Mỹ nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại. Mua.